Còn bây giờ là thời lượng dành cho tiểu mục điểm báo của chúng tôi khi mà chúng ta trích qua những thông tin đáng chú ý mà các đồng nghiệp của chúng tôi tại các tờ báo in đã mang đến cho công chúng cho độc giả vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày 13 tháng 6 là một ngày mà chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái thông tin đang được chờ đón về là ngày cuối tuần. Báo chí bên cạnh đăng tải những tin tức thời sự, những bài viết bình luận chuyên sâu về các vấn đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là xung quanh kỳ họp thứ 9 của hội khóa 14. Ví dụ như báo Pháp luật Việt Nam có bài là Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giám sát để việc hỗ trợ không nhầm địa chỉ. Đây cũng là một nội dung được các đại biểu quốc hội hết sức quan tâm. Hay là băng khoăn quanh đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe. Trong khi đó, thì báo người lao động có bài xóa dần độc quyền ngành điện. Và với một số thông tin thị trường thu hút sự quan tâm của dư luận, báo Thanh niên có bài bất lực kiểm soát giá thịt heo. Loạt bài về an ninh trật tự thì có vụ bị cáo nhảy lầu tự tử, hủy án, điều tra lại. Hay là bên cạnh đó cũng có bài viết trên trang báo tuổi trẻ ngày hôm nay cũng rất đáng chú ý, đó là trẻ nghiện game, người lớn có vô can. Tiếp tục chủ đề nóng về vụ hàng trăm sinh viên mất tích, báo Thanh niên có bài Ai đứng sau tim khởi nghiệp 360? Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những nội dung chính của các đầu báo ra ngày 13 tháng 6. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 6, các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030. Một số đại biểu quốc hội đề nghị cần có tư vấn và có sự giám sát chặt để chính sách không đi nhầm sang các địa chỉ khác làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân báo pháp luật việt nam trang một và nhiều trang khác đăng bài giám sát để việc hỗ trợ không nhằm địa chỉ chúng tôi xin được chích đọc cùng quý vị theo đó, cho ý kiến tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ tán thành cao về sự cần thiết phải có một chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bởi đây là vùng trũng của đất nước. Việc ban hành chương trình sẽ giảm khoảng cách trên lệch giữa các vùng trong cả nước. Theo dự toán của chính phủ, tổng ngân sách cần cho giai đoạn 2021-2025 là hơn 114.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 10.000 tỷ đồng. Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình này, đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Trang của đoàn Nghệ An cho rằng quốc hội chính phủ nên phân cấp cho địa phương tự khảo sát xây dựng đề án cho địa phương vì mỗi một địa phương có tiềm năng khó khăn riêng, tự xác định cây con có thế mạnh cho riêng mình. Trong điều kiện nguồn lực có hạn thì giảm tính ỷ lại trong chờ vào nhà nước, phát huy tính tự lực tự lập của người dân. Trong bối cảnh này, việc hỗ trợ cơ chế sẽ phù hợp và sẽ quan trọng hơn. Thưa quý vị và các bạn, một phương án mang tính đột phá đối với ngành điện là bán toàn bộ nhà máy sau khi đi vào hoạt động cho nhà đầu tư bên ngoài. Báo Người lao động trên trang nhất và trang 10 có bài Xóa dần độc quyền ngành điện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang gửi các bộ ngành lấy ý kiến dự thảo quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Trong đó, dự thảo đặc biệt lưu tâm tới việc bảo đảm tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại evn và vốn đầu tư của evn tại các doanh nghiệp khác giải pháp được đưa ra là từng bước thoái vốn tại những công ty cổ phần phát điện đã hoạt động ổn định không bắt buộc phải nắm cổ phần chi phối để huy động vốn trả nợ vay hoặc là cho các dự án đầu tư mới đặc biệt nghiên cứu phương án bán các nhà máy điện sau khi đã đi vào hoạt động cho các nhà đầu tư bên ngoài để huy động vốn cho dự án Thưa quý vị và các bạn, lệch cho nhập khẩu về việc là đưa heo sống vào thị trường trong nước để hai nhiệt thị trường đã có hiệu lực. Tuy nhiên, giả pháp này có vẻ như là vô hiệu hóa ngay từ khi có hiệu lực bởi theo các nguồn tin phản ánh thì heo lậu từ Thái vẫn đổ về từ trước đó. Trang nhất và trang hai báo Thanh niên số ra sáng nay có bài bất lực kiểm soát giá thịt heo sẽ được chất độc cùng với quý vị. Ngày 12 tháng 6, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chính thức đồng ý với đề xuất của cục thú y cho phép 8 doanh nghiệp của Thái Lan được đề xuất là sẽ xuất khẩu heo sống vào Việt Nam. Để có kết quả trên, theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đơn vị này phải làm việc với phía Thái Lan đến 3 tháng để hoàn thành các thủ tục. Như vậy, đến cuối giờ chiều ngày 12 tháng 6, đã có gần 10 doanh nghiệp Việt Nam liên hệ tìm hiểu thông tin để nhập khẩu heo sống từ Thái Lan về giết mổ. Thế nhưng, heo lậu thực tế từ Thái Lan đã ồ ạt tràn về Việt Nam qua nhiều đường mòn lối mở, đường biên giới từ khá lâu trước đó. Điều đáng nói là thị trường vẫn ghi nhận giá heo giảm không đáng kể. Dù đổ lỗi này lỗi kia để không giảm giá, báo cáo tài chính của các công ty chăn nuôi giết mổ trong nước lại cho thấy các khoản lợi nhuận kinh khủng. Hồi cuối tháng 3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trong cuộc họp với 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn gần như đã ra tối hậu thư, buộc doanh nghiệp phải đưa giá heo hơi xuất chuồng xuống để chia sẻ với người tiêu dùng, nếu không sẽ ra soát cắt bỏ các chính sách ưu đãi doanh nghiệp đang được hưởng. Đến ngày 1 tháng 4, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi đồng loạt ra văn bản thống nhất đưa giá heo hơi xuất chuồng về mốc 70.000 đồng 1 kg, nhưng phản ứng ngoài thị trường giá heo lên đến 85-90.000 đồng 1 kg, cao hơn 15-20.000 đến đồng 1 kg. Ông Vũ Vinh Phú, nguyên chủ tịch hội siêu thị Hà Nội nhận xét về thực trạng này. Doanh nghiệp lại lớn mà nền kinh tế thì không vui nổi. Ngoài ra một thông tin cũng rất đáng chú ý khác liên quan tới băn khoăn về đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe. Bộ Công an vừa đề xuất 28 nhóm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông mà tài xế sẽ bị áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe. Báo pháp luật Việt Nam trang 8 đã có bài viết liên quan tới đề tài này. Theo đó, Bộ Công an đề xuất mọi loại giấy phép lái xe sẽ có tổng là 12 điểm và số điểm này sẽ bị trừ khi mà tài xế vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Số điểm bị trừ ngược đến khi nào về không, giấy phép lái xe sẽ bị coi là không còn hiệu lực. Điều này đồng nghĩa tài xế muốn cấp giấy phép lái xe phải học và thi sát hạch lại bên cạnh đó dữ liệu về điểm trừ đối với người vi phạm sẽ được cập nhật với hệ thống dữ liệu xử phạt hay vi phạm hành chính của cơ quan chức năng ngay sau khi hình thức xử phạt có lưu lực thi hành về trừ điểm cụ thể ra sao sẽ do chính phủ quy định ngoài ra mọi hành vi gian lận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trên đề tài này đa số các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ vì cho rằng những quy định mới nhằm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân giúp họ chủ động trong việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ Tuy nhiên vẫn có những băn khoăn. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Công Minh, chuyên gia nghiên cứu và giao thông đô thị trường đèo Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đề xuất này là khó khả thi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta và còn nhớ là ngay sau khi bị cáo Lương Hữu Phước uống thuốc sâu và nhảy lồng tự tử, tử ngay tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, thì các cơ quan xác xử của tỉnh này đã tổ chức họp báo và nhận định rằng tất cả những cái kết quả điều tra xác xử đều là đúng người đúng tội. Thế nhưng mới đây, Hội đồng Giám đốc Thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chấp nhận kháng nghị hủy bản án sơ thẩm phúc thẩm của Tòa án Nhân dân hai cấp của tỉnh Bình Phước. Báo tù trẻ Trăng năm có bài vụ bị cáo nhảy lầu tự tử, tử hủy án điều tra lại theo đó thì hội đồng giám đốc thẩm cho rằng cấp phúc thẩm và sơ thẩm nhận định ông lương hữu phước không tuân thủ các quy tắc giao thông chuyển hướng xe không quan sát không nhận đường cho xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông là chưa đủ căn cứ bản án phúc thẩm lần một tòa nhân dân bình phước đặt ra rất nhiều nội dung cần điều tra lại nhưng cơ quan điều tra đã không làm rõ những vấn đề được nêu trong bản án nói trên như vậy sau khi vụ án được điều tra lại tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và phúc thẩm vẫn chưa xem xét đầy đủ tất cả các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm ông Trần Hữu Quý tử vong. Trên cơ sở kết luận điều tra chưa đầy đủ, tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và phúc thẩm xét xử quyết định về toàn bộ nội dung vụ án là chưa đủ căn cứ. Từ đó, Hội đồng Giám đốc Thẩm quyết định hủy cả hai bản án này, giao cơ quan điều tra cấp tỉnh điều tra lại từ đầu. Theo thông tin vụ án, trưa ngày 15 tháng 1 năm 2017, sau khi uống rượu, ông Lương Hữu Phước chở theo Trần Hữu Quý về nhà. Đến gần nhà ông Quý, ông Phước đang sang đường thì bị xe của Lâm Tươi, 23 tuổi, chở theo ông chị tiếp tông vào khiến cho ông Phước bị thương. Ông Quý thì tử vong ngay sau đó 3 ngày. Hồ sơ vụ án thể hiện ông Phước có nồng độ cồn là 0,69mg trên 1 lít thở, còn tương thì là có nồng độ 0,57mg trên 1 lít thở, tươi không có bằng lái xe. 4 tháng sau, ông Phước bị khởi tố, xét xử và tuyên án 3 năm tù. Chiều ngày 29 tháng 5, cho rằng mình bị oan, ông Phước đến Tòa Nhân dân tỉnh Bình Phước nhảy lầu tự tử, tử và đã tử vong sau đó. Theo như lời của nhân viên các văn phòng của Team khởi nghiệp 360 ở Thành phố Hồ Chí Minh và các clip mà nhóm này nói về các cổ đông xuất sắc tổ chức đại tiệc, thì PDKH cho biết à, có biệt danh là KH Real là sếp của Team khởi nghiệp 360. Trang năm Báo Thanh Niên đăng bài Ai đứng sau Team khởi nghiệp 360. À, KH quê ở Ninh Bình năm 2018 từng xuất hiện trên truyền thông với chức danh là cố vấn cao cấp công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại SV Group trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2019, công ty này đã bị cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh đa cấp. Các clip của công ty này cũng từng giới thiệu KH là người trẻ xuất thân từ vùng nghèo khó, qua quá trình phấn đấu trở thành người thành công. Ông KH được biết đến là người sáng lập team khởi nghiệp 360 và từng xuất hiện trên chương trình của VTV9 với tiêu đề Doanh nhân trẻ KH Real team khởi nghiệp 360 chia sẻ kinh nghiệm bí quyết thành công. Vào ngày 11 tháng 6, sau khi báo Thanh niên khởi đăng loạt bài vén màn bí mật hàng loạt sinh viên mất tích thì clip này được gỡ bỏ khỏi YouTube. Quá trình điều tra của phóng viên Thanh niên cho thấy, tiêm Khởi nghiệp 360 có mạng lưới rộng khắp cả nước, hầu hết các chi nhánh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình, ngành nghề mua bán tiên thảo mộc trà, nước uống cũng như là thực phẩm chức năng. Nhóm này thường xuyên tuyển dụng lao động bán thời gian trên mạng xã hội. Khi sinh viên có nhu cầu xin việc tìm đến sẽ được phỏng vấn. Lúc đầu sinh viên được tiếp nhận vào các khu như là trực điện thoại nhận dữ liệu. Sau 3 ngày đào tạo, sinh viên được học về sản phẩm, nghe những cá nhân giàu nghị lực nhanh chóng khám phá bản thân, kinh doanh theo hệ thống, rồi hướng dẫn viết đơn xin vào bộ phận kinh doanh và tiếp đó thì thử thách với những mức độ cao dần với việc đóng các khoản tiền cao nhất lên tới 800 triệu đồng. Hy vọng là những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn sinh viên muốn khởi nghiệp, muốn làm giàu chúng ta phải hết sức tự cảnh tỉnh bản thân trước những cái thông tin như vậy để tránh gây ra thiệt hại về tài sản vật chất và đặc biệt là lo lắng cho người thân gia đình. Thông tin vừa rồi của chúng tôi cũng đã khép lại tiểu mục điểm báo ngày hôm nay.